Ôi, trên ô tô nhiều à? Trên ô tô nhiều à? Ô tô quá nó cái đèn này nó quảng cáo ở ngoài ngoài trước cửa đường xe sang chỗ tấn mười tấn năm chế con này hai mươi ba mươi đúng rồi lắm ba xe luôn. Cái gối này là thích đúng không? Cái gối này nó mới mềm này. Thôi cố gắng sao là khỏe thì về thôi. Phấn đấu, chi đấu thôi. Về về nhà. Khỏe nó đi về nhà, Vĩnh Phúc. Tao về là tao. Ừ. Còn tao thì về đấy. Tao chỉ cần ăn rau, tao không cần. Ở đây mệt lắm, ở đây viện nhiều mệt lắm, vẫn vắng quăng quật. Nó không cho đứng ngoài kia đâu, toàn ngồi ra ngoài kia. Tưởng là ngủ chả có chỗ ngủ. Thôi cố gắng khỏe rồi về nha. Có như thế là trong là như bao nhiêu gì sáng sẽ gọi là ngoan gì khả khoai sáng rồi. Chắc tí nữa bác sĩ cho ông ăn đấy. Tí nữa người ta cho ăn. Ăn gì? Tí nữa người ta cho ăn. Cho ăn á. Có thấy mệt không? Không, không mệt. Hôm nay không mệt. Qua mới mệt. Qua còn mệt lắm. Qua nó có cái ống thở. Nay cho nên không thở nữa. Năm ngoái, hôm qua cặp nhiệt độ nhiều. Rồi. Tôi cứ nghỉ đi thì con mới đang chịu nó tí thì ăn thì uống xong rồi tí về. Ngủ giấc nhá.